Anh Nick Ơi, ơi, anh ơi, mình biết nhau lâu rồi phải không? đúng rồi. Bao lâu rồi anh nhỉ? Anh nghĩ 1 năm rồi. Vâng, vậy anh nghĩ mình có là bạn thân không? Anh nghĩ thế. Thế em hỏi anh một câu nhé, họ của em là gì? Chào mọi người. Theo như yêu cầu của một vài học sinh của Tiếng Việt ơi, thì hôm nay chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc họ trong tiếng Việt. Mình nghĩ là nếu các bạn có thể đọc đúng họ của mọi người thì sẽ thực sự có thể gây ấn tượng tốt với bạn bè, đồng nghiệp hay người quen đấy. Vậy chúng ta cùng bắt đầu nhé. Sau đây là cách đọc một vài họ hay gặp trong tiếng Việt. Uyên, Nguyên, Nguyễn. Am, Pham, Phạm. Ân, Chân, Trần. Oang, Hoang, Hoàng. Ui, Bui, Bùi. Ê, Lê. Ăng, Đăng, Đặng. Ô, Đô, Đỗ. Lưu, Ương, Trương, U, Vu, Vũ, Huynh, Huynh, Huỳnh. Và một trong những cách rất hay và hiệu quả để luyện tập nói họ trong tiếng Việt chính là đọc tên đường phố. Hãy cùng với chúng mình và các học sinh của tiếng Việt ơi tham gia một thử thách nho nhỏ để luyện tập cách nói tên đường phố Hà Nội nhé. Hoàng Hoa Tam. Hoàng Hoa Tám. Hoàng Hoa Tám. Hoàng Hoa Tám. Huỳnh Tú Cang. Huỳnh Tú Kháng. Huỳnh Tú Kháng. Huỳnh Thúc Kháng. Trần Nhật Duật. Trần Nhật Duật. Trần Nhật Duật. Trần Nhật Duật. Lê Duẩn. Lê Duẩn. Lê Duẩn. Lê Duẩn. Tôn Đức Thắng. Tôn Đức Thắng. Tôn Đức Thắng. Tôn Đức Thắng. Thạc Quang Vũ. Vũ. Thạc Quang Vũ. Sorry, what is it? Vũ. 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 Thạc Quang Vũ. Oh, that's a hard one. Thạc Quang Vũ. Thạc Quang Vũ. Đặng Thái Mai. Đặng Thái Mai. Đặng Thái Mai. Đặng Thái Mai. Bùi Thị Xuân. Bùi Thị Xuân. Bùi Thị Xuân. Bùi Thị Xuân. Trường Đình. Trường Đình. Trường Đình. Trường Đình. Đinh Tiên Hoàng. Đinh Tiên Hoàng. Đinh Tiên Hoàng. Đinh Tiên Hoàng. Nguyễn. Nguyễn Đình Thi. Nguyễn Đình Thi. Nguyễn Đình Thi. Nguyễn Đình Thi.
Phố Hoàng Hoa Tam bàn gì? Phố Hoàng Hoa Tam bàn cái. Cái. Cái và hoa. Cái và hoa. Hoa. Phố này có rất nhiều cái nhỏ. Cái nhỏ và cái to. To. Cái to. Cao. Thế ạ. Cái cao. Anh mua cái nhỏ cái nhỏ ở Hoàng Hoa Tam nhưng luôn luôn chết. Ôi trời ơi, anh chị đã bao giờ nghe tên Huỳnh Thục Kháng chưa? Chưa. Cũng chưa. Chưa. Không biết phố này ở đâu. Không. Anh nghĩ Huỳnh Thục Kháng ở Hà Đông. Hà Đông? Ok. Đinh Tiên Hoàng gần Hồ Tây hay Hồ Gươm? Không biết. Nghĩ là Đinh Tiên Hoàng gần Hồ Tây. Hồ Tây. Hy vọng là thử thách thú vị vừa rồi sẽ giúp mọi người tự tin hơn khi phát âm họ của người Việt Nam cũng như tên các đường phố nhé. Nếu các bạn thấy có họ nào rất đặc biệt hay rất khó đọc thì có thể chia sẻ với bọn mình ở phần comment bên dưới nhé. Tạm biệt mọi người!